Rất kính thưa toàn thể quý vị quan khách, quý vị đã nhận được lời mời của gia đình chúng tôi cũng như đón nhận những cánh tiệp hồng loan phượng của chú rể Quang Sáng. Chú rể Quang Sáng, cô dâu Hương Huyền, quý vị đang rất bận rộn công việc nhà nước cũng như công việc gia đình.